Rồi, chào mọi người nha, nay đi bắt ấu ong trên dưới Cần Thơ nha. Rồi. Có rồi, có. Cái cây. Ô, ông đóng tình cái cây gì đó. Cây cũng đã chứ ha. Đốt thi rồi. Ổ này đóng kèo này phải đóng ổ lớn lớn nữa bắt đã. Lên này. Dừa nữa. Dừa. Quên, hồi nãy có dao chưa ta? Mấy cái dao quá khỏi cháy quá cháy thở luôn. Tớ của ông ơi. Cái kè quá thiệt. Ô, ông này nó già. Quá xá già rồi. Ông này chạy tàn hết rồi mọi người ơi. Chạy tàn chú ơi. Chạy tàn. Ngon ngon im im. Thấy gì mà được. Mặt đâm vô tàn hết rồi mọi người ơi. Có lý mặt mặt. Ui ui. Chế tàn này quá chết nữa. Chế tàn nữa.
ông này quá già luôn. Rồi xong. Cho nó về ông mới. Đầy khô luôn này. Nó cũng được, nó cũng vô tàn. Rồi xong rồi. Xuống đó. Cái chuột xuống khó quá. Tàng này già quá. Rồi. Rồi đâu? Cũng nặng nặng chú ơi. Vô tàn cho chú. Có lý à? Chắc cũng nặng nặng. Dạ mặt già. Dữ ông đóng quá lâu mà không bắt mà. Vài bữa nếu không bắt rồi. Vài bữa nó cũng đi à. Xong người. Thế là xong một tô không? Cái cây này mỗi năm là về những ngổ bự 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 không, mà năm nay nó về ngổ rồi chú, để lâu quá nha, nó nở con hết rồi, còn được con số tàn nhỏ, số con ít này là còn được chứ có chút ít thôi. Này mình ở Cần Thơ nha. Phải có trên kia mình đem mình đưa cho ông anh mớ. Ông giận không gài. Cái ông mình ở Cần Thơ. Lên cái bọc được. Rồi, vô đây. Cái dép mình ở đâu? Cây gáo bự cãi luôn. Này là ở dưới miền Tây nha mọi người. Mấy gà đi xuống miền Tây. Chút xíu nữa mình sẽ đi vào bên kia mình bắt vài ổ nữa. Đây, miền Tây. Miền Tây có dừa nè. Dừa trái nhóc luôn. Rồi. Còn con nào? Dạ. Còn con hết rồi. Còn mới con. Mới con nữa. Ừ. Còn mới con. Trời ơi. Nguyên
Nó có đâu về. Rồi, thôi tạm biệt mọi người nha. Mình kết thúc video tới đây. Rồi có ổ khác mình quay tiếp tục nữa. Rồi chào mọi người nha.